Xin chào các bạn, mình là Hoàng Trung. Hiện tại mình đang phụ trách một môn trang điểm tại trung tâm dạy nghề đẹp hiện đại Suvina tại 397 Giải Phóng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một đường eyeliner làm sao cho đúng. Thì thường các bạn hay vẽ eyeliner rất hay mắc lỗi ở cái phần đuôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ làm sao để mà có một cái đường eyeliner đẹp mà chuẩn. Mình sẽ sử dụng một dạng eyeliner dạng gel là của Tori Moly, rất là phổ biến trên thị trường thôi. Đấy, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ. Các bạn chú ý nhé, khi mà vẽ eyeliner thì mình luôn phải kéo mắt nhẹ về phía sau để cho cái đường line nó có độ căng, và phần đầu mắt mình luôn vẽ mỏng hơn nhé. Khi đặt bút mình sẽ đặt nhẹ nhàng, sau đó là kéo nhẹ về phần đuôi, cố gắng vẽ làm sao thật đều tay để cho cái lớp eyeliner nó thật mịn. Cái phần đuôi mắt mình sẽ vẽ có độ dày và cao hơn để cho mắt có độ cao. Mình không lên vẽ theo cái đuôi xuôi theo cái đường đuôi mắt, mà mình lên vẽ theo một đường chủ động hướng lên, đừng vẽ theo đường đuôi mắt, vì có thể nó sẽ là bị kéo mắt sụt xuống. Mình sẽ vẽ một đường cao lên chút so với phần đuôi mắt. Các bạn có thể thấy đường đuôi mắt và đường cao lên. Sau khi mình vẽ được một cái đường phía sau đuôi mắt thì mình sẽ nối từ khóe mắt lên đến cái đường mình vừa vẽ nhé. Mình thẳng, mình sẽ có một đường góc mắt này, sau đó mình sẽ nối một đường góc mắt này lên với cái đỉnh của đường liner, thì cái mắt nó sẽ luôn luôn có độ cao và nó sẽ không bị sụp. Và sau đó mình sẽ tô vào phần ô trống của đường liner là hoàn thiện. Đó, như vậy là mình đã hoàn thiện đường vẽ eyeliner rất đơn giản, đúng cách mà không làm cho mắt cao lên, không bị sụp nữa.